lớn nó mới lên núi. Mến chào các bạn đến với kênh Miền Núi. Hôm nay trong một video chia sẻ các món ăn của núi rừng, mình tiếp tục gửi đến các bạn một món làm từ cái đột mây này các bạn nha. Mình chặt đột mây về mình nướng chấm với muối ớt các bạn. Mời các bạn cùng theo dõi video của mình. Đây là cây mây đỏ các bạn, một số nơi ta gọi là mây rã. Chỉ có đột mây này ăn mới ngon các bạn. Các bạn đã xem những video trước của mình đó, mình cũng chia sẻ cái món ăn của cái đột mây này, mình dùng xào với lá nhiếp á, rất là ngon các bạn nha. Để mình chặt đột mây các bạn, cái này rất là khó lấy các bạn nha, nó gai rất là nhiều. Nói chung chúng ta phải cẩn thận khi lấy cái đột mây này các bạn. Ngoài cái đột mây đỏ này thì một số mây khác vẫn ăn được các bạn nha, nhưng nó không ngon bằng cái loại này. Ở khu vực Tây Nguyên thì mây khá nhiều các bạn, có những chỗ thì nó mọc cả đầu luôn. Sau khi đi lấy mây về thì mình đốt củi rồi nướng các bạn. Cái này thì khoảng 15 phút là chín thôi. Và trước khi nướng chúng ta nên vặn sơ cái đột mây qua cho nó dễ chín các bạn. Và nướng mình trở đều. Món này thì đơn giản, không có gì mà phức tạp các bạn. Chỉ nướng lên và lột ra là giảm ớt là ăn được các bạn. Ngoài cái món nướng này thì cũng có thể nướng lên sau đó chúng ta cắt khúc và kho với thịt ba chỉ heo rất là ngon các bạn. Hoặc là xào với lá nhiếp mà trong những video trước mình cũng chia sẻ với các bạn đó. Sau khi chừng 15 phút thì đã chín các bạn. Bây giờ mình lột ra và sử dụng cái phần trong của đột mây thôi các bạn. Phần tiếp theo thì mình chuẩn bị giã cái muối ớt các bạn. Muối này là mình sử dụng muối hột á, mình đã rang qua rồi. Trong cái món đột mây nướng này chỉ sử dụng cái muối ớt á, chấm ăn mới ngon các bạn. Như vậy món đột mây nướng của chúng ta đã hoàn thiện các bạn. Bây giờ cùng thưởng thức thôi. Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe và chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn.